Tùy nha chữ nha E cái gì nha nha xíu nha nha vậy cô điện với chân nha ở chứ đâu cười lắm anh chân chưa ăn đấy không được từ từ tới đâu tắt đèn má lay nè cái đèn có cái đèn bên cạnh bị tắt rồi kìa bật lại mày má em đứng ở đó là em về em đi ngõ nơi chị trong mày thì coi chừng lên trụ điện ngồi luôn có cái gì là có cái gì không biết cái lần đang cái đầu cái ngực thì chưa thấy gì hơi đau em nghe ráng nghe trả lời phượng á kìa khờ kìa cho họ mượn tiền không có bao nhiêu tiền mà cho họ mượn hết cái rồi trừ họ đòi trừ đòi họ cũng không đưa mấy trăm triệu làm gì dụng người thì người mấy chục người mấy chục đó cái ý là mình cho vay hay răng cho không cho mượn không thôi trời 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 ý là hỏi anh có cho vay không có phải cho vay không cái không cho mượn nữa thôi chứ vay mua mà vay trời trời bó tay luôn này cái tiền trong túi mình nó của mình gì trừ mà em đưa không không để không có giấy tờ em viết gì trừ trừ đòi còn cái bà nữa là khách tới mượn 10 triệu giờ nó lại khóc lóc đòi cũng không đưa bởi vì nó là cuộc đời là liên quan tới tiền là lơ đẹp cho rồi liên quan tới đồng tiền tiền trong túi mình nó của mình chứ còn tiền mình làm rất là khổ hồi xưa vậy em bị rồi bị trăm triệu đây từ khi chị bị nó xong cái chị rủ họ cái xong chị lay đờ luôn họ lấy cái ấy của mình á họ rước hết những cái đúng rồi thiệt luôn này thôi cảm cũng cảm ơn nhờ rứa mà ta đi chơi ăn tiền của ta khó lắm chị chỉ nói em nghe của thiên trả địa thôi bà hiền lắm trời trời bà khờ khờ lắm không phải là khờ mà là hiền khờ cũng khờ nhưng mà kiểu hiền mà hiền ghê như thế này
vừa rồi đó, vừa rồi cái gì à? Vừa rồi đó, có khách của Hiền á. À, chị Hiền, em chị á. Khách của anh. Tự nhiên mới để vậy, đây là cũng chưa đi làm, nhắn tin mượn tiền. Cho em mượn 3 triệu. Trả tiền phòng, trả tiền thuê nhà. Mà em mượn sáng, mượn chiều cũng trả. Nó nghe dễ ghê. Rồi thôi dịp mãi đừng mượn nữa. Mượn chi mang tiếp nữa. Cái anh Hiền kêu không cho mượn là xác định mất khách. Ta kêu ở dưới còn đỡ hơn là mày cho mượn là xong rồi mất cả khách, mất cả tiền. Khách nữa thì thôi cũng không cần đâu. Chị bị nhiều quá rồi. Chị mà chờ ai xin tiền là chị ý là trước ai mượn tiền là chị, ví dụ ai tội tội mà quen quen là chị cho thôi, chị cho một ít. Cái gì em cho mượn, cho hẳn luôn. Ví dụ như họ mượn máy đồ vậy, chị cho vài triệu rồi xong đứt đuôi luôn. Và cho là xong là coi như là chị cũng không bao giờ chị gặp lại người đó nữa luôn. Chị không thích dính líu. Cái người mà nó như đó rồi chị không thích nữa. Mệt. Đó là còn ám đời dài dài. Nhai vô nó mệt lắm. Phải rút kinh nghiệm. Nghe những câu chuyện này là về sao là không cho ai mượn tiền hay nghe. Hồi trước Hà cũng bị kìa. Hà là hồi nãy bà trả tiền cho Hà vậy hả? Mai bà chưa bung mi qua Trung Quốc đó. Hay đó. Thôi mất tiền đỡ hơn. Mà 10 năm nhân với 10 thì thôi 10. Mười mấy triệu hả? 12 triệu. Bởi tóc người mà hầu nó Hà đâu có tiền đâu. Lúc nữa Hà không có tiền nữa, phải không có tiền đâu. Kiểu đó. Bà Hà bà cũng bị nhiều vố rồi. Bà mới ra rứa đó, mới khâu ra được xếp, không biết khâu nổi không. Chắc có. Bữa nay chắc không rồi. Chị mới giả đò ngu đi, cho chị mượn tỷ. Ok, chị tay cho chị. Nè, hồi nãy học viên của chị thôi nha. Chị Loan nói một tiếng thôi là em chuyển khoản liền luôn. Em không phải nói dắt đồ để ghê. Nhưng mà chị đâu có nhu cầu. Vì mượn tiền là giống như mình nợ người ta. Nếu cho luôn thì được chứ bán thì mượn ấy là họ kêu mình lúc khó khăn nào gặp cái gì á, cần tiền á. Rồi cuối cùng cái con nó, cái con mà kêu lừa nó, rồi cuối cùng là trời không ai tìm ra hết. Con 17 tỷ á chị? Ừ. Hay ta? Siêu này. Chắc là
Bình thường thôi à, bữa nay là bỏ tiền ra mình làm giấy tờ giả được mà, giấy tờ ấy được hết chứ. Chắc trong mấy bộ phim đó, hắn có xem nhiều bộ phim nên mà không biết có xem bộ phim mà thay đổi phẫu thuật thay đổi không biết. Con này cũng thật là dạng đỉnh mới lừa được những người có tiền. Những người có tiền là họ dễ gì lừa họ được. Mà con này cũng đỉnh, quá đỉnh rồi. Quá đỉnh này. Coi hơn. Bái làm sư phụ. Bài giao một bí quyết đi lừa. Dẫn lừa chơi với lừa mới nó thấy cái gì cũng đâu bậy nữa. Của thiên trả địa thôi. Lỡ cao thủ gặp siêu cao thủ rồi. Nữ quá. Gấp 10 lần à. Người ta coi người ta có nợ ai không mày? Không thiệt chứ, nhiều khi mình nợ mình không nhớ nữa chứ cho. Họ đưa mình nhớ chứ, mình đưa họ là mình nhớ lắm. Tính chị khó nợ lắm. Tính chị nợ ai là chị. Thank you.